Chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Trúc Hoàng Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Trúc sẽ vào bếp với món là xôi chiên đậu xanh ăn cùng với tương ớt. Mời cô chú anh chị các bạn cùng xem video như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ vào bếp với lại nẹp 400 kg đậu xanh mà Trúc đã ngâm 5 tiếng đồng hồ. Thì mình đổ ra rổ rồi mình rửa qua lại. Bây giờ Trúc đổ vô trong cái tô này để mình đi nấu xôi nồi cung điện nha. Và nửa ký nếp nha cả nhà. Đây và nửa ký nếp. Bây giờ Trúc sẽ cho vào nồi cung điện để mà đi nấu nha. Mình nấu xôi trong nồi cung điện nha cả nhà. Và Trúc sẽ đi vào cái nếp này đi. Bây giờ Trúc đã vo cái phần nếp này trong nồi cung điện xong rồi. Thì tại vì mình nấu trong nồi cung điện á cả nhà, thì mình phải ngâm cái đậu xanh cho nó mềm nha cả nhà nha. Còn mình hấp á thì mình cũng ngâm cho nó mềm. Nhúng xới cái phần này lên. Xới cái phần này lên cho nó đều nếp với đậu xanh luôn. Mình mè đậu xanh này mình ngâm 5 tiếng mình nấu cho nó ngon. Mình ra mình chiên xôi cho nó ngon và mình cho 1/4 muối vô. Rồi đây là nước trộn lên cho cái muối này nó đều với lại cái xôi nè. Xôi chiên đậu xanh ngon lắm á cả nhà. Mình làm mình ăn rồi thì bây giờ mình thấy nó ngon á thì mình chia sẻ lên cả nhà mình cùng thưởng thức. Và bây giờ đây là một hớt nước nè, mình cho hết một hớt nước đầy này vô luôn. Mình đừng có sợ nó nhão nha cả nhà, nó không có nhão đâu. Đó, như đây là vừa nha cả nhà, một hớt nước nè. Đó, chút khớ một hớt nước đó. Điện ra mình xối xôi nè cả nhà. Chút xối lên nè, chín rồi nè ha. Mình chớ một hớt nước như vậy là chín á. Mình bật thêm một nắp nữa nha cả nhà. Mình bật hai lần cho nó chín. Đó. Nấu nồi cơm điện nó cũng ngon lắm cả nhà. Bây giờ mình bật thêm một nút nữa. Đó, bây giờ mình bật thêm nha. Bây giờ mình múc cái xôi này ra nó đã chín rồi nè cả nhà. Đó. Nó nóng dễ sợ cả nhà. Bây giờ Trúc cho cái phần xôi này vô trong cái bị nhựa nha cả nhà. Đó. Bây giờ phần xôi nè. Mình bỏ vô bị nhựa để mình cuốn lại nha cả nhà. Cái phần xôi này vô. Để mình làm như cái nồi bánh tét. Rồi bắt đầu mình cho cái bị này mình bỏ lên đây. Trúc bỏ lên đây. Đó. Mình bóp chặt lại. Mình lăn thấy không cả nhà, bóp chặt lại nha cả nhà, mỏng á, mình nhồi chặt lại cho nó chắc nha cả nhà, mình nhồi chặt lại cho nó chắc để mình sắc nó ra cho nó chắc á cả nhà. Đó, mình bóp chặt lại nó như gì nè cả nhà. Đó, mình bóp chặt lại nha. Rồi bây giờ Trúc gỡ ra. Đó. Mình gỡ nó ra nè cả nhà. Đó, mình bóp chặt lại như gì nè. Mình gỡ nó ra, bây giờ mình lấy cái dao mình sắc nha. Đó, nó như miếng xôi vậy đó. Biết đó cả nhà. Mình cho gỗ vào đây, mình bỉ hai bên đùi đây, rồi mình lăn, vậy là nó chắc rồi cả nhà. Mình bóp chặt như là mình dắt, thấy không cả nhà? Đó. Nhớ là bóp chặt bây giờ. Đây, đây là xong. Bây giờ mình tháo cái miếng giấy nữa ra. Rồi. Từng miếng như vậy nè cả nhà. Giờ mình đi chiên nha.
cái đèn này nó có một chút cháy của nó không có sao. Đó, mình cắt miếng ra như vậy đó. Giờ mình đi chiên. Mình cũng không có chiên dầu nhiều nha cả nhà. Vừa thôi nha. Cái phần xôi này nè, mình bỏ vô mình chiên. Bỏ hết vô mình chiên một lần luôn. Cho vô hết trong chảo. Còn một miếng nhỏ nữa mình cho vô đây. Mình chiên dầu như vậy thôi, mình không có còn chiên dầu nhiều như cả nhà. Đây mình là chở que nha, giòn nó ngon lắm. Món này trời lạnh lạnh nè cả nhà, ăn ngon. Giờ lạnh lạnh ăn ngon lắm đó. Không có cần phải chiên dầu ngập đâu, mình chiên dầu ít như vậy được rồi, cho nó khỏi thấm vô nhiều. Ngon cả nhà. Nó giòn nó ngon lắm nha. Nó vàng này ha. Nè cả nhà ngon không? Nó vàng mà nó giòn luôn nha cả nhà. Đó, rất là ngon. Mình ăn với lại tương ớt nha cả nhà. Đó, bây giờ mình xay mình trở qua một lần nữa. Không có cần dầu nhiều nha cả nhà. Ít dầu như gì là nó cũng đã ngon rồi. Đừng có chiên bỏ dầu nhiều. Bỏ dầu nhiều nó sẽ béo lắm, ăn nó không có được đâu. Mình cứ để cho nó vàng á, nó giòn nó ngon cả nhà. Nó phồng cái miếng bánh lên nữa nó ngon hơn cả nhà. Mình muốn nghe mình ăn cái chiên ớt này cả nhà. Cả nhà ơi, mình chiên cho nó phồng luôn cái bánh nè. Nè, mình gõ nó kêu cốc cốc luôn à. Là nó xốp bánh nó ngon lắm nha cả nhà. Bây giờ chút vớt chút bỏ ra ngoài đây nha. Đây nè, mình chiên nó ngon coi chưa. Vé là ngon, đậu xanh nhiều quá thành cái bánh nó ngon cả nhà. Bây giờ mình vớt ra nha. Đó. Vé ngon luôn cả nhà. Mình chiên cho nó giòn vậy á, nó rất là xốp cái bánh nó ngon, mình ăn nó thơm nữa, nó đậu xanh nhiều cả nhà. Đó, tắt lửa được rồi. Mình ăn với lại tương ớt là bé cháy trong cái mùa lạnh. Mình chiên đó, sau khi mình chiên nó đã thành rồi, nó ngon cực kỳ luôn á cả nhà. Thì mình để nguội một chút xíu rồi mình ăn với lại tương ớt. Rất là ngon mà xốp bánh nữa nha cả nhà. Ăn với chén tương ớt nha. Để xong xôi. Để xong. Bây giờ Trúc ăn thử cả nhà xem nha. Coi thử nó có giòn nó ngon không nha. Chứ thật ra thì nó thơm lắm nha. Nó rất là thơm. Và đây là tương ớt nha cả nhà. Đó. Đây Trúc bỉ rồi coi thử nó xốp không nha cả nhà. Đó, Trúc bỉ rồi nè, đó. Thấy không, nó nóng. Nó mềm mà nó giòn.
nó thơm nữa. Mình chiên mình bỏ tí muối vô á, ngon. Nó rất là giòn nha cả nhà. Chấm cái tương ớt nó cay. Ngon. Mùa lạnh nè cả nhà. Cả nhà ăn cái này nó ngon lắm nha. Cái đậu xanh nó nhiều nó béo rồi á. Nóng hổi à. Ngon quá. Quá tuyệt vời luôn. Ăn nó còn nóng. Cái này nó nguội tí nên nó cũng vẫn giòn nha cả nhà. Chấm với tương ớt nó cay quá. Ủa nè, nhìn miếng xương nó ngon không? Đó, mình làm nhẹ nhẹ nhỏ gì thôi nè. Nó xốp cái miếng bánh á. Mình làm nhỏ nhỏ vậy thôi mà nó xốp cái miếng bánh á cả nhà. Nó rất là ngon. Chấm tương ớt nó cay á, nó hấp dẫn hơn. Ngon quá. Mình nấu xôi mình nhớ mình bỏ muối vô. Cái tương ớt nó cay quá. Ăn miếng nữa nè. Làm miếng nhỏ nhỏ gì nè, ăn nó ngon, nó xốp. Ở trong nó xốp. Giòn. Cái mùi à, cái đậu xanh nhiều quá, ăn nó rất là ngon. Mình nấu đậu xanh nhiều tí ăn nó ngon lắm. Tương ớt nó cay dưới nó chua chua vậy cả nhà, ăn không cũng ngon. Ăn bè miếng rồi. Mình mới nấu xong á, mình ăn liền á nó mệt. Nó quá ngon. Mình đỡ khoảng nửa tiếng sau mình ăn á, mình thấy nó ngon tuyệt vời. Mà cái bánh của nó rất là xốp ngon nha cả nhà nha. Mình đỡ mình ấy cái bánh như gì nè cả nhà. Nó rất là xốp cái bánh nha cả nhà. Nó rất là xốp cái bánh mà nó ngon nữa. Cả nhà mình thử nha. Chị em phụ nữ mình ưa ăn hàng á thì mình làm theo cái kiểu của Trúc nè. Ăn thử. Thử cho nó lạ miệng. Mà nó ngon thiệt. Chứ không phải ngon dẻ đâu nha cả nhà. Trời ơi, tôi nói thiệt á, sao mình nhịn ăn được. Nhịn ăn hả, nó xỉu không sao. Chưa kịp ăn nó để xỉu rồi. Mà còn kêu là phải nhịn đói. Đỡ mẹ cho cái eo thôi đi. Thà mình ăn nó khỉ người cho tự nhiên nhịn đói nó xỉu mất. Sao mà nhịn đói được. Đúng không cả nhà. Thì bây giờ để xong rồi, ăn nó ngon rồi.
Thà kêu Trúc thì ăn ít lại thì được, chứ kêu Trúc nhịn đói chút xỉu chết luôn á, không thể nào nhịn đói nổi luôn á. Thành không ăn ít một tí thì không sao, hay là tối đừng qua 10 giờ đừng ăn thì không sao, chứ mà kêu nhịn đói là thôi đi, chóng mặt, xấu tính đói lắm, chưa kịp ăn á hả lẹ xỉu cái rập không đỡ nổi đâu đó. Thành ông sẽ chút ông ngán là ông sợ chút đói ghê lắm, mỗi lần mà ông rủ đi đâu ở nhà là ông hỏi Trúc ăn gì chưa, mà ông chút bị lần rồi là ông sợ lắm, ông kêu là phải ăn cái gì vô ông mới dẫn đi, chứ còn đối với nằm sự lụi trên xe luôn không thể nào mà đi được đó. Thành á mỗi lần ông đi ông rủ mình đi đâu á là ông hỏi chứ ăn gì chưa, trời ơi biết tính vợ vậy luôn. Ok bây giờ là cảm ơn cả nhà nha, để luôn quan tâm ủng hộ theo dõi của kênh Trúc Hoàng Family Cuộc Sống Mỹ, và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn cùng video tiếp theo nha. Nhớ thấy hay đăng ký subscribe ủng hộ dùm kênh Trúc Hoàng nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Đừng quên làm nhà nha, đừng quên làm món xôi nhân đậu xanh ăn nha cả nhà nha, rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Bye bye.